Cảm giác trống rỗng vây quanh cánh tay phải đã biến mất, thay thế là một lời mềm mại tràn ngập tính mềm dẻo. Lời tay chạm đến kia giống như là thân thể của lữ tử mềm mại. Tiêu Viêm như chợt nhớ tới cái gì đó, sắc mặt lập tức chỉ một thoáng trở lên cực kỳ khó coi. Hello, hello, chào mừng em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTC Gaming. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục với phần 3 của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung thì không có lý do gì chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu Phá Thương Khung phần 4 tập 4, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương tái hiện. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép của anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu anh em xem video này đến mà thì hãy đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Bên trong căn phòng rộng rãi, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở chiếc giường bỗng nhiên chậm rãi mở con người, nắm tay hơi nắm thật chặt, thấp giọng rồi nói, đây là thời điểm tiến hành bước cuối cùng. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay, chợt hai tay của Tiêu Viêm ôn nhu đem Thôn Thiên Mãng đang ở trên đùi chơi đùa kia ôm tới trên giường, ngón tay đút nó vào trong túi nhỏ mỉm cười rồi nói, tiểu tử kia im lặng đợi, đừng quấy rối ta, nếu làm được có thể giúp ta thủ hộ một chút, ngàn vạn lần không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy đến ta, biết không? Lúc này Thôn Thiên Mãng đã trải qua lần đầu tiên tiến hóa, không thể nghi ngờ đã có đủ linh trí ban đầu, cho nên nghe Tiêu Viêm nói nó chính thật là có thể nghe hiểu một ít, lập tức chớp chớp đôi mắt màu tím nhạt không được đốt túi nhỏ, lưỡi rắn phun ra lùi vào phát ra tiếng kêu tê tê vang nhỏ, cười an ủi thân thể lạnh buốt của Thôn Thiên Mãng. Bàn tay của Tiêu Viêm giơ một cái, tòa sen màu xanh trong lạp giới chậm rãi toát ra, cuối cùng huyền thủ ở trong không trung tản ra thành quang mang nhàn nhạt. Thân thể nhắc tới, Tiêu Viêm mạnh mẽ đi lên ngồi xếp hàng, hít sâu một hơi lại lần nữa trở về chỗ cũ, sau đó ở trong đầu lần tới tin tức của Dược Lão lưu lại, ngón tay ở phía trên lạp giới nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời một vật gì đó được thanh quang lồng đậm bao phủ xuất hiện ở trên lòng bàn tay, tinh tế nhìn lại là một hạt hỏa liên nho nhỏ. Không biết hạt hoa sen được xưng là hỏa linh chi này thật sự có thần kỳ như lời sư phụ nói hay không. Nhìn vào vật thể xanh biếc hạt sen kia trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm có chút hoài nghi thấp giọng rồi nói, hắn chính là nhớ rõ lúc ở dưới dung nham Dược Lão đánh giá đối với nó chính là cực kỳ cao. Hạt hỏa liên này đúng là kỳ bảo lúc trước Tiêu Viêm đang đi tìm thanh niên địa tâm hỏa mà có được. Không nghĩ tới đợt trị liệu cuối cùng theo như lời Dược Lão nói có thể lại cần dùng tới nó. Ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hạt sen có chút mềm mại kia, Tiêu Viêm thật sự là khó có thể tưởng tượng, vật nhỏ này nhìn qua cũng không phải là quá thu hút, thế nhưng lại phải cần trăm năm thời gian mới có thể ngưng tụ thành, trong đó đến tột cùng cất giấu năng lực khổng lồ đến mức nào đây. Sợ hãi than vãn rồi lắc đầu, hai tay của Tiêu Viêm nhanh chóng kết xuất thủ ấn tu luyện, hai mắt khép kín, một lát sau dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần cũng là chậm rãi chìm vào trong cơ thể. Ở một chốc sau khi tiến vào trạng thái tu luyện kia, Tiêu Viêm bắt tay khẽ búng, hạt hỏa liên nhỏ bằng đầu ngón tay kia chuẩn xác bắn ra tiến vào trong miệng của Tiêu Viêm. Hạt hỏa liên vừa mở miệng, khuôn mặt của Tiêu Viêm vốn trắng nõn bất chợt trở lên đỏ bừng giống như là núi lửa bình thường, phía trên đỉnh đầu xương trắng lược bờ bốc lên, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Lúc này Tiêu Viêm đã không rảnh để nhìn xem ngoại hình của mình có thỏa đáng hay là không. Hạt hỏa liên sau khi nhập miệng trong chốc lát, cả thân của nó nhanh chóng hóa thành một cỗ năng lượng nóng chảy, sau đó theo yết hầu lấy một loại tư thái hung hách hung hăng va chạm đi xuống. Hạt hỏa liên biến thành năng lượng nóng chảy nhanh chóng chảy xuôi tiến vào bên trong kinh mạch, nhất thời thì kinh mạch được Tiêu Viêm vất vả điều dưỡng hơn một nửa tháng kia nháy mắt là giống như con rắn nhỏ bị người đạp lên hung hăng vừa kéo. Một cỗ đau đớn kịch liệt làm cho Tiêu Viêm phải cắn chặt hàm răng, lộ ra lãnh khí nhẹ nhẹ, gắt gao cắn răng. Thân thể Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên thanh niên điện tâm hỏa không ngừng là run rẩy, lỗ chân lông khắp người đều đau nhức, đột nhiên co rút nhanh lên. Theo Tiêu Viêm cắn răng kiên trì, cỗ năng lượng kia tới kinh mạch gây đau nhức, sau khi gắng răng co một lát rốt cuộc thì dần dần suy yếu xuống. Tới lúc này trên trán của Tiêu Viêm đã mồ hôi lạnh che kín, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục củng cố tâm thần coi tình huống bên trong cơ thể. Hạt hỏa liên biến thành năng lực nóng chảy đích xác bá đạo có chút khủng bố, lời nó đi qua kinh mạch giống như là bị nhiệt độ nóng chảy sản sinh ra, đem một màng mỏng tầng ngoài thiêu hủy đi. Phải biết rằng màng mỏng này chính là tâm huyết thành quả Tiêu Viêm phải mất hơn nửa tháng cẩn thận hấp thu không dưới hơn trăm lần nước thuốc mới vừa ngưng tụ mà thành. Có điều mặc dù màng mỏng bị thiêu hủy nhưng mà hành động kế tiếp của hạt hỏa liên kia còn lại là làm cho chua sót trên mạch của Tiêu Viêm tiêu tán đi. Chỉ thấy lời năng lượng nóng chảy kia đi qua lại có thể là để lại một giọt tích tụ như là ngọc bích, hơn nữa thì giọt chất lỏng rất nhỏ, không lớn bằng ngón cái của trẻ em. Chất lỏng này ở trên vách kim mạch bắn vào giống như là sinh vật sống bình thường hơi hơi cử động, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tan vào trong đó. Theo đó năng lượng tràn ngập sinh cơ khổng lồ trong chất lỏng dung nhập vào kinh mạch, vách kinh mạch trần trụi vốn bị năng lượng cực nóng thiêu cháy đỏ bừng lại là bắt đầu nhanh chóng hòa tan một chất lỏng màu xanh nhạt không rõ. Chất lỏng này bao trùm ở trên vách của kinh mạch, trong nháy mắt
Trải qua quá trình được năng lượng của hạt hỏa liêm hun đúc, lại có thể đọng lại thành một tầng chất sừng màu. Tầng chất sừng này chặt chẽ bao trùm ở trên vách kinh mạch. Độ mạnh yếu phòng hộ kia so với tầng màng mỏng của tiêu viêm lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Theo tầng chất sừng màu xanh này xuất hiện, cảm giác đau nhức truyền ra từ bên trong kinh mạch của tiêu viêm rốt cuộc thì hoàn toàn tiêu tán. Hiển nhiên, trải qua hạt hỏa liên cường hóa như vậy, trình độ cứng cỏi của kinh mạch tiêu viêm thậm chí đã vượt qua lúc trước khi mà bị thương. Sau khi đem một ít kinh mạch chính trong cơ thể hoàn toàn bao trùm lên một tầng chất sừng màu xanh, năng lượng nóng chảy của hạt hỏa liên biến thành cũng là giảm bớt một ít. Xem ra chất lỏng màu ngọc bích này nhìn như là đơn giản, lại là ẩn chứa tinh hoa của hạt hỏa liên, đã đem tầng phòng hộ bao trùm kinh mạch, nhưng mà cỗ năng lượng nóng chảy kia vẫn như cũ là giống như trâu rừng bị che mất bình thường, hoàn toàn xông thẳng. Tuy rằng tâm thần của tiêu viêm đã thử qua rất nhiều hướng đi của nó, nhưng mà bất đắc dĩ, cỗ năng lượng này thực sự là quá mức khổng lồ. Hắn muốn đem dẫn dắt khống chế, không thể nghi ngờ là có chút khó khăn. Mệt mỏi vận chuyển, mà theo vận chuyển tăng lên, một tia khí thể xanh nhạt bức mình, chậm rãi từ giữa nó phát ra. Khí thế này thoáng có chút là ướt át, nhưng mà lại quỷ dị xuyên thấu qua trở ngại của tầng chất xứng, thuận lợi tiến tới gần sát nơi mặc kinh mạch yếu ớt nhất, sau đó chậm rãi chữa thương tổn nó đã từng bị. Theo đó khí thế này càng ngày càng nhiều, một ít khí thế ướt át còn lại là xông ra kinh mạch. Nó đang ở trong cơ thể của tiêu viêm phiêu đãng lung tung, như nhận thấy được thuốc cực bộ phiêu du ở trong cơ thể. Trong cơ thể của tiêu viêm, cơ thể, tế bào, cốt cách vân vân, hết thảy khí quan đã từng bị thương đều là giống như bỗng nhiên sống lại một lửa, hơi hơi mấp máy, đem khí thế ướt át này tham lam cắn nuốt vào. Lúc này bên ngoài cơ thể của tiêu viêm giống như là biến thành một cái động không đáy, tham lam hấp thu năng lượng trong hạt hỏa liên, phóng xuất ra sương mù màu xanh cuồn cuộn không ngừng. Theo cắn nuốt điên cuồng như vậy, tiêu viêm có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của chính mình đang ở một loại tốc độ có chút là đáng sợ, không ngừng đối với đỉnh của dĩ vãng xuất phát. Dựa theo loại này tốc độ mà xem, hồi phục trạng thái bị thương giống như là chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong kinh mạch, năng lượng nóng chảy sau khi vận chuyển không biết là bao nhiêu vòng, tâm thần của tiêu viêm từ khống chế năng lượng hạt hỏa liên trải qua hơn 100 lần thất bại, rốt cuộc thì thành công đem năng lượng của hạt hỏa liên dẫn dắt đến tuyến lộ tuyến của phấn quyết công pháp. Dọc theo phấn quyết công pháp vận chuyển, mỗi khi cỗ năng lượng nóng chảy khổng lồ hoàn toàn một lần tuần hoàn xong, để đem một cỗ sương mù màu xanh quán chú tiến vào bên trong khí xoay tụ có chút là khô héo kia. Năng lượng khổng lồ không biết mệt mỏi vận chuyển dọc theo lộ tuyến công pháp, một lần lại một lần quán chú bên trong khí xoáy tụ, một giọt tính chất lỏng năng lượng màu xanh rốt cuộc thì bắt đầu chậm rãi hình thành, sau đó tích táp lọt vào trong vòng khí xoay tụ trong nháy mắt. Trong khí xoay tụ khô kiệt kia, đó lại lần nữa trở lên phong phú lên. Tu luyện không có thời gian quy định cùng với hạn chế, khi mà trong lòng tâm thần xoay quanh trong cơ thể, tiêu viêm cũng đã không biết ngoại giới đến cuối cùng là đã trải qua bao nhiêu thời gian. Hắn chỉ rõ ràng thân thể của chính mình bị thương có chút là khủng bố, đến lúc này đã hoàn toàn triệt để được hạt hỏa liêm cấp tới tu bổ khỏi hắn. Nhưng mà tuy rằng tu bổ đã xong, chẳng qua làm cho tiêu viêm có chút ngạc nhiên, vốn là năng lượng nóng chảy kia vẫn như cũ không ngừng vận chuyển ở trong kinh mạch. Tuy rằng trải qua tiêu hao ở biên độ lớn như vậy, thế nhưng năng lượng hạt hỏa liên còn sót lại kia vẫn như cũ khổng lồ đến mức khiến cho tiêu viêm trợn mắt há hốc mồm. Dựa theo hắn phán đoán, chữa trị thân thể gần như là bị tàn phá của chính mình, chỉ sợ cũng chỉ vẻn vẹn là dùng đi 1/3 năng lượng của nó mà thôi, thật sự là kinh khủng. Trong kinh mạch, cỗ năng lượng nóng chảy kia giống như là vĩnh viễn đều không tiêu hao bình thường, từ giữa nó không ngừng phóng xuất ra một cỗ năng lượng nhu hòa, tùy ý cho tế bào, cơ thể của hắn tham lam hấp thu. Hơn nữa thì tuy rằng thân thể của tiêu viêm dần dần khôi phục tới trình tự là đỉnh trong dĩ vãng rồi, nhưng mà cơ thể, cốt cách, tế bào lại vẫn như cũ không phải là đình chỉ lại, ngược lại là ở trong cảm ứng ngạc nhiên của tiêu viêm tiếp tục chẳng biết xấu hổ tham lam cắn nuốt, hiển nhiên là một bộ dáng lưu manh, không đem năng lượng toàn bộ hấp thu hết sạch thì không thể bỏ qua. Giờ khóc giờ cười cảm ứng lực lượng trong cơ thể không ngừng trở lên càng ngày càng phong phú. Tiêu viêm cũng chỉ thì thầm trong lòng một tiếng: tái ông bất ngựa phiền biết vì chúc, chịu đoạn này AD chịu nha anh em ơi. Không có đoạn thời gian trước trọng thương như vậy, lấy trạng thái của tiêu viêm trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối khó có thể đột phá đỉnh của dĩ vãng. Lúc này đây trọng thương ngược lại là cho dự án cơ hội đột phá trạng thái đỉnh như trước. Ở bên trong khí xoáy tụ, năng lượng chất lỏng cũng là dần dần càng ngày càng tràn đầy. Năng lượng tinh thuần này bị hạt hỏa liêm phóng xuất ra, không có gì đố kỵ, toàn bộ một cỗ đi vào. Bất kể là cái gì, mặc kệ như thế nào, đều cũng có một cái cực hạn, nhân thể cũng là như thế, hấp thu không kiêng nẻ gì. Như vậy, sau khi rằng co một đoạn thời gian, tiêu viêm rốt cuộc thì bắt đầu có chút phát hiện là kinh hoàng. Các khí quang trong cơ thể đã đình chỉ hấp thu, mà khí xoáy tụ kia cũng là âm ỉ truyền đến một cỗ cảm giác đau nhức. Hơn nữa thì không hề đem năng lượng trạng thái khi chuyển hóa thành chất lỏng năng lượng. Hiển nhiên, lúc này thân thể đã đạt tới một cái trạng thái là bão hòa rồi. Nhưng mà tuy rằng hấp thu đã tới cực hạn, nhưng mà hạt hỏa liên kia
Vẫn như cô là tự bản thân tiếp tục phóng thích ra năng lượng khổng lồ. Cũng không quản Tiêu Viêm có thể hoàn toàn thừa nhận hay không, mà nhận thấy được biến hóa trong cơ thể, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng đã trở nên có chút hơi khó coi, muốn mạnh mẽ ngừng vận chuyển năng lực nóng chảy. Nhưng là giống như là phù du kích đại thụ bình thường, không có một chút hiệu quả. Trong lòng dần dần nổi lên một chút kích động, chân Tiêu Viêm cắn răng, chậm rãi đè ép xuống. Hắn biết hiện tại hắn cũng không có Dược Lão chỉ điểm, cho nên chính mình tại loại thời điểm này tuyệt đối không thể hoảng. Hoảng hốt liền hoàn toàn là xong rồi. Mở mắt ra, bàn tay của Tiêu Viêm gắt gao lắm cùng một chỗ. Một lát sau, bàn tay mạnh mẽ vỗ, thấp giọng rồi nói: "Nếu không thể hấp thu, vậy đem năng lượng còn sót lại lại chuyển vận đi ra ngoài." Vận chuyển đi ra ngoài, nhưng mà vận chuyển cho ai? Cỗ năng lượng này cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận. Ánh mắt kinh hoàng ở trong phòng nhìn quét một vòng. Cho Dương ở trên minh của thôn Thiên Mãn ở trên giường đang dùng đôi mắt màu tím xa nhìn mình. "Tiểu tử kia, ngươi lại đây." Nhìn thấy thôn Thiên Mãn, trong đồng tử của Tiêu Viêm nhanh chóng xẹt qua một chút ý mừng. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy thực lực của nó, hẳn là có thể ăn cỗ năng lượng còn sót lại này đi. Trong lòng nghĩ như vậy, song trưởng của Tiêu Viêm ở phía trên đài sen ấn nhẹ, thân thể trở mình hạ xuống khỏi đài sen, sau đó lòng như lửa đốt xông lên giường, một phen không biết làm sao đem thôn Thiên Mãn chụp vào trong tay, sau đó hao hết toàn bộ tâm thần, đem cỗ năng lượng khổng lồ của hạt hỏa liên kia dẫn dắt theo hướng kinh mạch trên cánh tay. Theo năng lượng của hỏa liên quán chú tiến lên, cánh tay của Tiêu Viêm nhanh chóng được thanh mang bao phủ. Ngón giữa dựng thẳng lên, một cỗ năng lượng hỏa thuộc tính xanh xanh đem ngón tay nhuộm thấm đến giống như là một đoạn ngọc thạch màu xanh biếc. Bị Tiêu Viêm bỗng nhiên bắt lấy, thôn Thiên Mãn đầu tiên là sửng sốt, rồi nó nhìn thấy trước người cỗ năng lượng mạnh mẽ có chút là khủng bố trên ngón tay kia lại là bỗng nhiên kịch liệt từ chối. Hiển nhiên cùng loại năng lượng mạnh mẽ này tiếp xúc gần gũi làm cho nó có chút bất an. "Ngoan nào, đừng từ chối, ta cũng sẽ không hại người." Cười cười nhu hòa hướng về phía thôn Thiên Mãn, Tiêu Viêm mạnh mẽ khai mở miệng nó, sau đó đưa ngón tay đi vào. Lúc mà ngón tay của Tiêu Viêm với vào đích trong miệng thôn Thiên Mãn cùng lúc, nó lại là chợt đình chỉ dãy giụa, quang mang mãnh liệt mạnh mẽ từ trong cơ thể của nó bạo dung mà ra. Sau đó Tiêu Viêm kinh ngạc, theo phản xạ có điều kiện, ánh mắt quanh co híp lại nổi lên, hào quang chợt lóe lướt qua. Có điều ở nháy mắt sau khi hào quang xuất hiện, sắc mặt của Tiêu Viêm đột nhiên đại biến, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng thôn Thiên Mãn bị hắn chụp vào trong tay, thân thể bỗng nhiên thành lớn lên, đồng thời giống như là cùng mềm mại. Cảm giác trống rỗng vây quanh cánh tay phải đã biến mất, thay thế là một lời mềm mại tràn ngập tính mềm dẻo. Lời tay chạm đến kia giống như là thân thể của nữ tử mềm mại. Tiêu Viêm như chợt nhớ tới cái gì đó, sắc mặt lập tức chỉ một thoáng trở lên cực kỳ khó coi. Cổ có chút cứng ngắc chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, chính đang mang theo chút băng hàn lạnh lùng nhìn chăm chú vào mình. Nhìn hai má có thể nói đẹp tới cấp bậc hoàn mỹ, lông toàn thân của Tiêu Viêm giống như là bị điện giật dựng đứng hết cả lên. Yết hầu hơi hơi lăn lộn, nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm khàn khàn mà khô khốc: "Mỹ, Mỹ đồ tòa lũ vướng." Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh hộ cho mình nhá. Cũng như là những em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chữ đột phá thương khung phần 5 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Gaming. Cuối cùng thì mình, NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.